Nè, phối cảnh của cái này là cái sa hình của cái hồ mây nè. Ừ. Thấy không? Đúng rồi. Không tiền coi. Đó đây là cái gì vậy? Ở cái cột. Con coi cái vị trí mình đứng chỗ nào. Cái vị trí mình đang đứng chỗ nào. Cái nhà ga đâu, nhà ga dưới đâu. Nhà ga trên đâu. Ồ. Ngay chỗ đó, ngay chỗ cái nhà ga dưới biển đó. Đố con thấy cái đài radar. Dạ ơi. Hả? Đố con thấy đây cái đài radar. Dạ con. Nhìn thấy cái đường đi trần trơn chợt nghe Long. Viên hai rồi, hai rồi. Trơn chợt nghe Long ơi. Nước cái dần trơn chợt nghe Long.
quay con chứ mà làm gì. Chợt á, chợt trượt xuống á, Long. Long ơi, em Long đi vòng vòng tham quan. Coi chừng trơn chợt á, nước các con. Ở đó có cái sa hình kìa, có cái sa hình hồ mây kìa. Có cái sơ đồ đó Khang. Sa hình vị trí cái từng cái đó. À lại đo đây, đo có 1 mét mấy. Trên 1m3 là mua vé người lớn đó. Rồi đúng rồi. Ôi cả hai anh em đều trên luôn. Có 1m4. Nước mưa đó, nước mưa là nước sạch đó, mưa ngoài biển sạch. Đố con thấy Vinh Bảo Đại, đố Khang với Long thấy tòa Bạch Vinh. Con tìm coi chỗ nào, tìm coi cái hình chỗ nào đó. Ừ đúng rồi đó. À cái hình đó mà trơn chợt lắm, đừng chạy con. Ba đường dây nữa. Đu dây hả? Ngồi nghỉ không, bỏ dép lên đây ngồi nghỉ nè.
nó bật lên chúng răng gãy răng á.